Xin chào toàn thể quý vị khán giả yêu quý của DVH Audio nha. Trong chương trình ngày hôm nay, DVH lại giới thiệu với toàn thể quý vị khán giả yêu quý một dòng sản phẩm không phải là mới, không phải là mới nhưng mà đang rất hot bên DVH các bạn. Mic DB Acoustic, mã này là DB450. Em ơi, có cái nhấc ra đằng này này. Quay ở đấy, quay đằng này đẹp hơn, quay đằng này nó xuôi chiều sáng. Bây giờ đang là buổi chiều các bác. Đấy, các bạn thanh niên choai ra đây chơi đá bóng rất là thích này. Khu công viên ở gần nhà. Ra ngoài này rất là đẹp các bác nhá. Mic DB Acoustic DB450C là một cái dòng sản phẩm rất là đình đám của nhà DB này các bác. Thì ở cái dòng sản phẩm này thì nó có một cái điểm rất hay các bác. Một cái điểm rất hay đó chính là cái mic ấy, cái mic mà khi mà mình cầm mình đập ấy là nó không bị dạng kiểu không bị nổ ra loa các bác. Đấy, bác nào không tin thì cứ về đập thử cái mic này biết ngay. Nhưng mà đập cho vui thôi nhá. Đập cho vui thôi chứ đừng có mà đập vỡ mic nha. Các bác phải biết thương hoa tiếc ngọc một tí, chỉ gọi là đập thử nhẹ nhẹ thôi cho nó vui thôi. Em ơi, lắp cả cái anten vào nhìn cho đẹp. DB450 Plus rất là đẹp. Đây. Đẹp như cô thư ký của em luôn. Nhưng mà các bác đẹp thì đẹp như cô thư ký nhưng mà chúng chỉ định là chỉ có bán mic thôi nhá chứ không bán thư ký nhá. Rất nhiều bác cứ vào comment hỏi là thư ký bán không, hỏi khó thế ai mà trả lời được. Đây, cái này là tem kích hoạt bảo hành điện tử các bác nhá. Tem kích hoạt bảo hành điện tử này. Đấy, một dòng mic rất là hay. Tối nay sẽ lại quay clip sẽ cho con này ra để hát thử các bác nhá. Đấy, mặt mũi này rất hay. DB Acoustic DB450 Plus. Ở trên mặt là nó có một cái lớp giấy bóng nó bảo vệ mặt nhá. Về các bác có thể xé cái lớp giấy bóng này ra nhìn sẽ ok hơn. Đấy, để tí nữa thư ký nhặt hết đồ ra lắp xong rồi tí nữa chụp một kiểu nhá. Chụp một kiểu làm ảnh đại diện nhá. Mic đẹp, cầm chắc tay các bác. Mặt trước mặt sau này. Mặt trước mặt sau này. Đấy, ra đây đã có mấy idol. À, đây. Hai thằng idol đây. Đấy, các bác thấy không? Đây này, hai thằng idol này. Nào, lên đi em ơi. Nhấc đi. Đấy, kinh ngầu. Đấy, các anh nhìn này, idol này. Mấy thằng idol của giới trẻ. Nào, chuẩn bị lấy đà. Bênh nào, bênh. Thế còn thằng này. Thằng cu khẩu trang trắng này. Thằng này có phải idol không? Mày có biết bênh không? Không biết bênh à, không biết bênh thì chỉ làm đệ của idol thôi. Đấy, mấy thằng xanh con ra ngoài này chơi thích phết. đấy loại nhất. Nhưng mà thằng này trình còn non lắm. Thằng này không ăn thua, DVH còn kinh hơn các bạn. Giao lưu với các bạn một tí thôi. Chứ thực ra là em không đam mê cái bộ môn đấy đâu. Em chỉ đam mê tốc độ thôi chứ em không đam mê cái bộ môn đấy. Bộ môn bênh đầu nó chết sớm, tội gì. Rồi, thôi được rồi, đặt đấy đẹp rồi. Đấy, máy rất là đẹp. Xịn sò nha. Nhìn cầm rất là phê. Đấy, phê không? Quá phê luôn. Rất đẹp, rất xịn sò. Ok. Hàng chính hãng, bảo hành 1 năm các bác nha. Chống lăn này, chống lăn cả phía đầu lẫn phía đuôi luôn. Phía đuôi là gọi là chống va đập, còn đầu này là chống lăn các bác nha. Rất là đẹp, hàng chính hãng, bảo hành 1 năm. Mức giá nó cũng rất là êm thôi. Giá chỉ có 3 đồng 2. 3 củ 2, một bộ mic này. Rất đẹp, rất là xịn sò. Đấy. Mic đẹp hát hay, hàng chính hãng của anh em nhà DB Acoustic. Ok, rồi bây giờ thì em sẽ mang về nhà. Bây giờ sẽ mang về nhà và sẽ hát và sẽ test thử cho các bác nghe qua cái chất âm của bộ mic này nhá. Ok, mời các bác cùng đón xem. Alo, lô 1, 2. Đấy con, được tiếng xì rất phê. DB450 tay cầm rất là sang, xì cực kỳ phê luôn. Alo. Đấy, đá lưỡi một cái nghe cuốn nhạc phết. Hay, để nói là cửa tiền rất là hợp lý. Mà tiếng mic ok. Ok, mời các bác nghe một đoạn nhạc test nha. Để tua lại. Alo, 1, 2, 3. Tình đơn phương nhạc mới coi nhé. Nhiều lần ngập ngừng muốn nói, tiếng yêu đương sao không thành công. Sợ rằng đường về không còn xa, để bên em anh đưa lối về. Nhiều lần trông nhìn em thật lâu, nét thơ ngây chưa vương sầu lắng.
nàng đẹp từ ngàn muôn ánh sao, dịu dàng mong manh đêm xinh như cánh hoa đào. Tình đơn phương đôi khi thấy em cười vui lòng ngày sao xuyên. Nàng ơi hay biết chăng anh đã yêu từ lâu. Mỗi khi bên em thơ ngây mà dần lòng đừng nói ra, em còn tình chi nguyên vương tình sâu chát ngán. Sợ nụ hồng phai nhanh, em hận em rồi anh mang cô đơn trên lối về. Anh xin theo em đơn phương thả rằng mình đừng nói ra, để mai đây bên em ta chung về lối cũ. Dù lòng nhiều đớn đau yêu em từ lâu. DVH sẽ tăng volume music thêm một tí nữa hoa trong về nhé. Ok, nhạc to thêm một chút. Nhiều lần gần gần muốn nói tiếng yêu đương sao không thành công. Sợ rằng đường về không còn xa, thế bên em anh đưa lối. Nhiều lần trộm nhìn em thật lâu, nhắc thơ nay chưa vượt sầu lo. Nàng đẹp tới ngàn muôn ánh sao, dịp ra mong manh em xinh như cánh hoa đào. Tình đơn phương đôi khi thấy em cười vui lòng anh sao xuyên. Nàng ơi hay biết cho anh đã yêu từ lâu. Sao chắc ngắn sợ đủ học phán nhanh, em hơn em rồi em mang cô đơn trên lối về. Anh xin yêu em đơn phương thả rằng mình được nói ra, để mai đây bên em ta chung về lối cũ. Dù lòng nhiều đớn đau yêu em từ lâu. Mỗi khi bên em thơ ngây mà rằng lòng đừng nói ra, em con tim chỉ thuyên vô tình sâu chát ngán. Sợ đầu lòng phai nhanh, em mơ em rồi em mang cô đơn trên lối về. Anh xin theo em đơn phương thả rằng mình đừng nói ra, để mai đây bên em ta chung về lối cũ. Dù lòng nhiều đớn đau yêu em từ lâu. Dù lòng nhiều đớn chút xíu. Vừa rồi là một ca khúc Tình Đơn Phương, nhạc mới rất là hay với phần trình diễn của DVH đó. Các bạn nào mà thấy DVH ra này thì nhớ cho một like các anh nhé. Mic DB DB 450 Plus, tay mic cầm rất là đẹp, tiếng mic thì sáng, bắt xa. Alo alo 1 2 3 4 5 6 1 2 2 2 1 2. Con nào? Cái tiếng xì, cái tiếng xì của nó rất là tốt các anh nhé. Cái tiếng xì, các con được không? Xì rất tốt, hát những cái nốt cao mình cảm giác mình lên cao, nó cảm giác nó bay bổng cực kỳ, lên cao nó rất là dễ với cái bộ mic này. Tiếng nói chung là tiếng trung và cái tiếng tép rất là sáng, ngồi gần loa này cũng không lo hú rít gì lắm. Thế cái cơ bản là cái trống rú là do con vang nhưng coi nhá, chứ mic thì chắc chắn là không có con mic nào mà có trống rú đâu, nó là trống rú là do con vang. Nhiều anh em lên mạng quảng cáo là mic của tôi có trống rú rồi thì gọi kia, cứ thử dơ mic vào loa xem có trống rú không nhá. Rú bình thường, không có con mic nào là mic chống rú cả. Ok, một bộ mic rất là hay với một cái mức giá thì cũng phải nói là khá là phải chăng, khá là đáng yêu, một mức giá rất là đáng yêu. Đấy, và rồi một ca khúc rất là hay với phần trình diễn của DVH. Bây giờ sẽ quay lại gần. Hôm nay thì dàn thiết bị karaoke rất là đơn giản thôi. Một bộ mic này, một con vang DB690 này, S690 này. Vang này tiếng rất là hay, chính là một cái con vang mà DVH rất là thích. Tại vì nhiều clip gần đây rất hay hát con này.
một cục đẩy BWK8 đầy mới nhá, nguồn to, to đại tướng luôn. Chắc chắn là trên đời chắc không còn con đẩy nào nguồn to hơn được con này nữa. Nguồn quá kinh khủng khiếp luôn, mặt phay nhôm rất là đẹp. Và một đôi loa JBL 715, đôi loa này do bên DVH là tự dựng các bạn nhé. Loa này gọi là loa dựng. Cấu hình panel tem nèo rất là đẹp. Ok, đấy vừa rồi DVH đã test qua cái chất âm của bộ mic này, tiếng xì rất hay, tiếng trung sáng rõ ràng, ok, rất dễ hát các bạn nhé. Đấy, các bác nào mà quan tâm về bộ mic này thì vui lòng nhấc máy và alo cho DVH để được tư vấn và đặt hàng. Bên DVH cung cấp cái dòng sản phẩm micro của DB hàng chính hãng, bảo hành 1 năm các bác nhá. Đây tem kích hoạt bảo hành điện tử ở đây nha các bác nhá. Tem cào kích hoạt bảo hành điện tử DB Acoustic, họ bảo hành 1 năm cho chúng ta, rất là đẹp. Và cái tỷ lệ bị lỗi cực kỳ thấp luôn, bán rất nhiều, gần như là không có hàng quay đầu. Không có hàng lỗi quay đầu luôn. Rất nhiều các bác nhá. Ok. Các bác mà thấy hay thì nhớ cho DVH một like nhá. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ các clip mới nhất từ kênh của DVH. Ok, xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị khán giả quý trong những clip sau. Chúc các bác nghe nhạc vui vẻ. Hẹn gặp lại.